đúng không? Không không không, đi đi. Còn thôi nữa thôi. Anh vui vậy? Em chưa nói gì thì quan trọng ra anh nghe mà anh vui vậy? Không, anh bị điên. Đó. Hôm nay anh có cảm thấy vui không? Không. Không à? Buồn quá vậy. Rất là buồn cho bản thân của anh và bản thân của Thành. Sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? 10 năm vô bếp một lần. Anh ăn đi. Ngon. Ngon. Nếu như mà Vi thay đổi vì cuộc chơi này thì em thấy cuộc chơi này rất là có lợi. Thì đối với em cái sự đánh đổi đó là rẻ. Ủa hôm nay tiệc của nhà mình là sao? Không có lý do. Chúc mừng nghỉ hả? Ừ. Hôm nay nói chung là nghỉ thi xong rồi, nghỉ cũng hết bận rồi. Cho nên là có lẽ trong những ngày tới thì nghỉ sẽ gần gũi mọi người hơn. Cho em xin cục gà đây thôi ơi. À miếng gì ạ? Đừng gà mà gọi là cục. Làm như một miếng gà mà một cục. Không mà em thấy anh không cứ dạo này đang hơi nhiều tâm trạng không? Anh hả? Ừ. Thì cũng biết nói. Ừ. Vô bên thấy gì không? Đến lúc bây giờ là anh không cần theo là ai bí ẩn. Sau khi nói cái chuyện đó xong thì tự nhiên người thấy Thông từ trên lầu đi xuống. Không biết là từ ở đâu. Không biết là Thông đã nghe thấy câu chuyện mà Nghị nói với ban tổ chức chưa? Thì cảm thấy mình hơi bị hớ. Thông đã vạch ra một kế hoạch là sẽ tỏ tình với Vi như thế nào.